Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Revolution. Hôm trước mình có đọc được một cái bình luận của một bạn ở bên Ả Rập Xê Út, bạn ấy comment vào cái video của mình hướng dẫn OPL không cần phải xoay kia đi anh. Đấy, ở bên Ả Rập Xê Út mà biết viết tiếng Việt thế mới hay đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm OPL không cần phải xoay kia. Làm dây dành cho quảng cáo. Các bạn có thể tham khảo qua các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Vậy thì làm thế nào để mà có thể giải được OPL mà không cần phải xoay kiu? Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn hai cách. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái phần PLL trước nhé. Mình sẽ ví dụ. Ở đây mình có một cái trường hợp PLL chữ U như thế này. Cái này là trường hợp UA hay UB gì mình không nhớ rõ nữa. Rồi, đại loại là chữ U. Thì khi mà nó ở trước mặt như thế này rồi thì các bạn chỉ việc giải thôi, đơn giản đúng không? Đó, rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không ở trước mặt nữa mà nó ở bên này. Thì nếu mà các bạn là Rập Xê Út, các bạn ấy làm ấy, thì bạn ấy phải quay sang bên này, bạn ấy giải đúng không ạ? Nhưng nếu mà muốn không cần phải xoay kiu thì mình sẽ đưa cho các bạn cái phương pháp như thế này. Cái đầu tiên này, các bạn học thêm những cái PL là những cái hướng khác nhau cho mình. Ví dụ ở cái trường hợp này nhá, thay vì mình phải xoay kiểu như này mình giải thì mình sẽ giữ nguyên cái hướng này và mình giải. Các bạn nhìn này, đó, các bạn thấy không, nó vẫn giải được mà không cần phải xoay kiểu. Tiếp tục này, bây giờ nó không ở hướng này nữa, nó không ở trước mặt nữa mà nó ở đằng sau như thế này thì mình sẽ phải làm như thế nào? Chả nhẽ mình lại phải quay về bên này mình giải như cái hướng trường hợp trước, hay là xoay về như thế này để giải như cái trường hợp đầu tiên? Không, không làm như thế. Mình sẽ giải nó luôn từ đằng sau. Các bạn nhìn nhá. Khi mà mình học chơi Rubik ấy, mình không chỉ học 21 trường hợp PL đâu, mà có những trường hợp mình học rất là nhiều công thức. Đấy, ví dụ như cái trường hợp chữ U vừa rồi, các bạn thấy không? Một trường hợp thôi mình học đến tận 3 công thức này. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn thêm một cái trường hợp khác. Ví dụ cái trường hợp chữ ZA đi. Đây. Đầu tiên này, 3 viên xanh và 2 viên cam ở đây, và một cam nó hướng vào mặt, thì sẽ phải làm như thế nào? Các bạn nhìn nhá. Hướng đầu tiên này, một cam này. Đó, các bạn thấy không? Giải được rồi nhá. Tiếp tục này, vẫn là 3 viên xanh và 2 viên cam. Nhưng lần này màu xanh nó ở trước mặt, không phải màu cam nữa. Chả nhẽ xoay này, xoay thế này thì nó lại phải đảo kêu mất rồi. Không làm thế. Để ở trước mặt giải luôn. Nó sẽ như thế nào? Các bạn nhìn nhá. Đó, vẫn giải được luôn mà không cần phải xoay kêu. Rồi. Tiếp theo vẫn là một cái trường hợp đấy, 3 viên xanh 2 viên cam, nhưng lần này không phải màu cam và không phải màu xanh nữa, nó lại là màu đỏ này trước mặt, thì phải làm thế nào? Uầy, cái này thì chắc ai cũng biết rồi đúng không? Quá đơn giản. Đấy, cách đầu tiên đó là các bạn học thêm nhiều những cái công thức vào để làm gì, để nếu mà các bạn không muốn xoay kiu thì các bạn giải như thế. Rồi. Còn cách thứ hai thì nó dễ hơn, dành cho những người gọi là lười học công thức mà chỉ học một công thức thôi. Đấy. Thì mình sẽ ví dụ cái trường hợp GB đi cho nó dễ. Ví dụ như thế này. 3 màu đỏ và 2 màu xanh này, trước mặt này. Màu xanh trước mặt này. Làm như bình thường đúng không ạ? Rồi. Rồi, ví dụ như thế này. Màu đỏ trước mặt đi chẳng hạn. Các bạn không học được nhiều công thức đúng không? Thì các bạn phải làm nào? Cái này dễ hơn. Các bạn chỉ cần xoay U. Xong, các bạn giải. Giải xong U phẩy. Xong, đơn giản hơn không? Đấy. Làm nhá. U này, giải này. Xong, giải xong U phẩy. Đó. Hoặc là như thế này. Ví dụ màu xanh biển nó là trước mặt thì sao?
không cần phải xoay Q, không cần phải xoay về đây để giải. Chúng ta chỉ cần U2 giải, giải xong U2 ngược lại là xong. Đấy, mình U2 này, giải này. Giải xong U2 xong. Đó họ. Các bạn thấy đơn giản không? Thì cái này nó áp dụng vào OLA luôn. Đó là lý do vì sao mình nói mình làm PLA trước và đến OLA. Sẽ ví dụ nhá. Ví dụ đến phần OLA. Thì đây OLA đây. OLA thì thường thì các bạn sẽ chỉ học một công thức đúng không? Nhưng mà có những trường hợp mình học hai ba công thức. Đấy. Ví dụ như cái trường hợp này thì không thể giải luôn được. Thay vì thế các bạn xoay đi như này, giải. Xong. Đấy, ngắn không? Chứ các bạn không cần phải để như này, đảo Q giải. Đảo Q này nó sẽ bị mất thời gian. Thay vì như thế, U xong, giải. Các bạn thấy ngắn hơn không? Đó. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn xem là một trường hợp mình học này. Mình sẽ ví dụ một cái trường hợp này đi. Một cái trường hợp OLA nhá. Mình sẽ có hai cách giải khác nhau, các bạn nhìn này. Đấy. Đây cách tiếp theo đây, các bạn nhìn nhá. Đấy. Mình có hai cách để giải cái OLA đấy, đúng không? Đó, thay vì các bạn học một trường hợp thì các bạn nếu mà các bạn cảm thấy hết cái để học của các bạn có thể học thêm một vài cái trường hợp khác được cho nó vui vui được, hoặc là để giải để cho nó ra những cái trường hợp PLA dễ hơn. Đó. Thì cái video hướng dẫn giải OLA PLA của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì quên lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình, và các bạn cần những cái chủ đề gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ làm cho các bạn xem, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.